Good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Anh Thông, chị Phượng, Tracy and Văn Học. Hello. Hello, everyone. Good afternoon. Good evening, Jan. Hello, teacher. Thank you very much for letting me study at this class. Oh, thank you. Excuse me. Is that Vũ Văn Học? Is that the Vũ Văn Học? Yes, yeah, con học nhầm lớp. Oh gosh. Okay, right. But it's okay. Your class is on Saturday. Okay, on Saturday we have more games and more colors and more activities. Okay, today's class is for adults, not for teenagers. So if you, a teenager, joins this class, maybe you have to suffer because I have to serve your uncles and aunts. Okay, so that's just some information. Okay, xin chào cả lớp. Thế thì như em đã nói, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi học về Connected Speech với khá là nhiều những cái hoạt động mà quý vị phải phát âm, bởi vì đây là lớp luyện phát âm, các anh chị ha, luyện phát âm. Và như tên gọi là quý vị phải luyện thôi. Và lần trước em đang hướng dẫn thì tự nhiên cái máy tính nó sập nguồn. Bây giờ em phải kiểm tra lại coi điện nó vô chưa. À, điện nó đã vô rồi. Vậy thì hôm nay sẽ là cái phần em test những anh chị đã có mặt trong buổi hôm trước như sau. Đây ạ, à, đây ạ. À. Đây là những anh chị đã có mặt trong những buổi hôm trước. Còn quý vị nào chưa có thì không sao hết. Một lát nữa đúng 4 giờ mình sẽ tiếp tục buổi ngày hôm nay nha. À, bởi vì đây là phần tiếp theo của buổi ngày hôm trước, cho nên em xin phép là không nhắc lại về lý thuyết, bởi vì để có nhiều thời gian để em sửa chữa cho quý vị đang có tên ở trên đây. Và trước khi mà mình bắt đầu thì không biết là các anh chị có sẵn sàng để mà test không ạ? À? Nghe em có rõ không ạ? À? Có thể không anh chị yes được không? Rồi, Văn Học dễ thương quá. No, you don't need to. Văn Học có thể ở lại cũng được, không cần ra ngoài cũng được, nhưng mà thầy chỉ nói trước là lớp này là thầy ưu tiên cho mấy cô mấy chú nha, cho nên là có thể con sẽ thấy nó không có vui. Nó không có vui gì hết trơn á, lớp này không có vui con, lớp này người lớn mà con, không có trò chơi, không có âm nhạc, không có game, không có gì trơn trọi. Cho nên tùy con ha. Ok, thank you. Bây giờ không làm mất thêm quý vị nữa, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đây ạ. À, em cho lại 8 từ mà hôm bữa. Đây ha, 8 từ mà hôm bữa em có hướng dẫn cho quý vị. Tất cả những anh chị sẽ phải nhìn vào đây. Nhìn vào phiên âm này, phát âm ra ở cấp độ từ ngữ. Đòi hỏi là mình phải nhấn đúng trọng âm. Sau khi nhấn đúng thì sao ạ? Khoảng cách, nhớ không ạ? Em có hướng dẫn cho quý vị cái khoảng cách giữa cái âm nhấn và âm không nhấn đó. Thì quý vị phải làm cho em rõ cái khoảng cách về độ to, thì cái âm nhấn nó phải rõ to so với cái âm không nhấn. Về độ dài thì âm không nhấn nó phải nhanh hơn, phải lẹ hơn. Và về độ mạnh nhẹ, cái này khó nhất nhưng cũng là cái quan trọng nhất của trọng âm. Quan trọng nhất của trọng âm là độ mạnh nhẹ chứ không phải là độ cao thấp đâu ạ. Đây ha, vậy thì em demo một từ cho quý vị để quý vị thấy yêu cầu của em như sau. Scientific. 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 Như vậy là đạt yêu cầu. Còn nếu quý vị đọc scientific, scientific, scientific thì cũng được, tức là nhấn đúng trọng âm nhưng chưa hay thôi, thì em sẽ cho khoảng 8 điểm. Nha. Còn nếu mà dưới 8 điểm, scientific nghĩa là không đạt, em sẽ phải sửa chữa cho quý vị. Rồi, bây giờ em mời các anh chị chuẩn bị ha. Anh chị nào sẵn sàng rồi giơ tay lên nào. Và em sẽ gọi những anh chị trong danh sách này trước. Nào, anh chị nào sẵn sàng giơ tay nào. Giơ tay lên, raise your hands, please. Raise your hands, raise your hands. Rồi, ok. Chị Lệ, chị Bình, anh Thông, Tracy. Rồi, very good. Bây giờ mời quý vị lần lượt nha. Mời chị Lệ trước ạ. Ở đây mưa rất là to. Scientific meditation community photography celebration massive
Transition. Athletic. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Ở đây có vấn đề số 4 và số 5. Có vấn đề, một lát nữa em sẽ cho chị biết vấn đề đó là gì ha. Rồi, very good, 8 điểm. Tiếp theo em mời chị Bình, anh Thông chuẩn bị. Một lát nữa em sẽ cho quý vị biết sau ha. Mời chị Bình bắt đầu ạ. Scientific, meditation, community, photography, celebration, messy, transition, athletic. Chị đọc lại em số 4 và số 7 ạ. Photography, transition. Ok. Rồi, cảm ơn chị Bình. Em cho chị 9 điểm rưỡi. Tại sao? Lát em sẽ nói sau nha. Rồi, tiếp theo em mời anh Thông, chị Tracy chuẩn bị. Scientific, meditation, community, photography, celebration, right. Message, transition, athletic. Đọc lại giùm em số 2 và số 6. Nhưng mà khoan, trước khi anh đọc á, anh đợi em chút xíu, quý vị đợi chút xíu để em đeo tai nghe vô. Tại vì ở đây mưa ồn quá. Mà em hỏi sơ cái quý vị có nghe tiếng mưa không ạ? Tại vì thường phần mềm Zoom nó sẽ lọc tiếng. Nhưng mà em không biết là quý vị có để cho tiếng mưa nó lọt vô không trời. Quý vị bình luận cho em có nghe tiếng mưa không? Quý vị có nghe tiếng mưa không ạ? Ở đây ồn lắm luôn. Ở chỗ quý vị có mưa không? Không nghe đúng không? Ok, chị Phượng không nghe, chị Thảo Nguyên không nghe. Ok, vậy là rất rất tốt. Vậy là lọc âm quá tốt. Nhưng mà em thì không nghe được quý vị nói tại vì mưa quá, cho nên cho em đeo tai nghe vô cái. Ok. Okay. Quý vị rồi em mời anh Thông có thể nói cái gì đó cho em nghe được không ạ? Alo, dạ bên em rồi, không nghe okay. Mưa ạ. Rồi, ok. Rồi anh Thông đọc đi, bắt đầu ạ. Dạ, ủa đọc hết lại ha, đọc số 2, số 6 thầy. Số 2 và số 6 ạ. Dạ, meditation, message. Rồi, đọc lại cho em số 2. Meditation. Rồi, được rồi. Rồi, 9 rưỡi nha, cái số 2 nó có vấn đề, lát em sẽ cho biết vấn đề là gì. Tiếp theo em mời chị Tracy, người chuẩn bị sẽ là chị Bích Trâm. Mời Tracy. Scientific, meditation, community, photography, celebration, message, transition, athletic. Ok, có số 2 và số 5 chị Tracy đọc lại giùm em cái nhấn 2 nha, cái secondary stress. Chú ý cái đó, lọc lại số 2 và số 5 ạ. Meditation. Celebration. Phải vậy được mới được chị ha. Rồi ok, như vậy là được 10 điểm, còn lần đầu là 9 rưỡi thôi. Thank you. Và em mời chị Bích Trâm. Và sau đó em sẽ gọi là sửa bài. Và chị Lệ, chị Bình, anh Thông sẽ phải đọc lại. Mời chị Trâm ạ. Scientific, meditation, community, photography, celebration, message, transition, athletic. Lại cái cuối à? Athletic. Ok. Hơi bị dư âm tiết một chút. Em nghe tới 4 âm tiết lận. Đọc lại lần nữa cho em 3 âm tiết thử nè. Athletic. Đúng rồi đó. Nhưng mà vậy ha. Thôi nhưng mà không sao. 10 điểm. Ok. Cảm ơn chị Trâm rất là nhiều. Vậy thì bây giờ em sẽ hướng dẫn lại cho toàn thể quý vị. Dù quý vị có mắc lỗi đó hay không, cũng nghe và lặp lại giùm em nha. Quý vị cho em 30 giây em đi đóng cửa cái. Em bị phân tâm quá. Cho em 30 giây. Rồi. Bây giờ đầu tiên là
Từ này em không biết là quý vị có mắt hay không, nhưng mà nghe giùm em nha. Cái từ số 3 đấy ạ. À, mọi người nhìn trên từ số 3. Đúng, về mặt nhấn âm là tất cả là đúng hết. Chỉ có là cái âm đó, các anh chị nhớ giùm em cái này, em nói một chút xíu về cái này ạ. À, âm này nó giống với âm này, tương tự thôi ạ. À, nó giống với cái âm này. Các anh chị có nhớ cái âm này mình đọc là sao không? Có thể mở micro đọc em nghe được thôi, có đúng không nào? Âm này đọc sao ạ? À, đúng rồi, vậy đó ha. Đúng rồi đấy ạ. À, đọc là y phải không? Y, y, nó là âm y. Đúng rồi. À, bình thường người ta nói rằng để đọc cái âm này mình phải cười ra. Thực ra nó không nhất thiết là mình phải cười. Cười là cái cách dễ nhất để bắt đầu đọc cái âm đó, chứ bản chất của nó là mình phải để cái lưỡi của mình. Quý vị có thể tự đọc và cảm nhận không cần mở micro. Cái lưỡi của mình nó sẽ gần cái phía trên của cái hàm, đúng không? Y, y, đúng không nè? Em đâu cười. Y, y, nó vẫn ra được. Y, y, thấy không ạ? Y, y, cái lưỡi của mình, cái ở giữa lưỡi nó gần cái hàm trên. Y, để phân biệt nó với lại một cái âm y tương tự nhưng mà khác, đó là cái lưỡi nó cách xa cái hàm trên. Đâu, quý vị đọc cho em cái âm này thử không ạ? À, mở micro nào. Y, y, đúng không? Đấy, y, đó. Sự khác nhau giữa hai âm này mấu chốt là nằm ở chỗ cái khoảng cách giữa cái lưỡi và cái hàm đó. Bên này là nó vậy nè, y, đúng không ạ? À, còn bên này là y, y, phải chưa? Nếu bên đây là chẳng hạn như là từ seat, seat, cái chỗ ngồi đấy ạ. À, seat, em có cười đâu? Seat nè, có cười gì đâu? Seat, thấy chưa? Còn ai cười thì nó cũng ra seat. Còn bên kia là thả lỏng, sit, sit, sit. Vừa nói vừa cười được không? Được. Sit, sit, nè, cười nè, sit. Nhưng mà quan trọng cái lưỡi nó xa cái hàm thì vẫn ra thôi. Sit, sit, đó. Ok. Hay là ai hỏi mình, ủa, tập thể dục chi vậy? Mình vừa cười vừa nói để keep fit, keep fit. Fit, 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 vừa nói vừa cười nè, fit, được không ạ? À? Để cho quý vị thấy được cái mấu chốt giữa hai cái âm y và e là cái vị trí của cái lưỡi. Rồi, còn cái âm này nè các anh chị ạ. À? Đó, nó cũng là giống với cái âm này, giống cái âm em chấm này nha, giống cái này, ở cái vị trí của lưỡi. Đó. Mọi người ok không? Nghĩa là nó gần với lại cái hàm trên. Được chưa? Vậy thì tại sao người ta không ghi luôn chữ y này đi, người ta ghi vậy làm gì? Tại sao phải ghi cái chữ g này làm chi vậy? Đó là bởi vì nó chỉ giống ở cái vị trí đặt lưỡi thôi, nhưng cái vai trò và cái độ dài của nó thì khác. Đối với lại cái âm y này đó các anh chị, nó đủ dài để trở thành một âm tiết độc lập. Không tin quý vị có thể tự suy nghĩ những cái ví dụ. Chẳng hạn từ này, đây, me, she, he, được không ạ? Âm y nó đủ dài và nó rõ ràng để trở thành một âm tiết độc lập. Trong khi đó không bao giờ cái âm G này mà nó là một âm tiết độc lập hết trơn. Không bao giờ quý vị nha. Bắt buộc phải có nguyên âm đi kèm. Em ví dụ nè. Nguyên âm U là dễ nhất nè. Ai cũng nói được. Âm này đúng không? Âm này đọc sao? Đâu mọi người? Âm này đọc sao ạ? À? Mọi người mở micro đọc em nghe xem. Đọc sao? Cái gì chu? Không có chu. Đây không phải là âm giờ. À, lộn, đây không phải là âm chờ. Đây là âm y. Rồi, rồi, không sao hết. Ha, không biết thì em chỉ. Để em chỉ lại nha. Rồi, xin phép tắt micro. Cái này là âm y, âm y. Bắt đầu giống với âm y, nhưng nó đang được xem là phụ âm.
phụ âm để bắt đầu một âm tiết. Đây không phải là một từ có hai âm tiết mà là một từ có một âm tiết, đọc là you you you, một âm tiết thôi. Khi mà em bắt đầu cái chữ đó em nói làm sao? Đấy. Thay vì chữ đó thì em có cái từ khác cũng vậy luôn, đọc sao? Su hay là phu hay là mù, được không ạ? Trời đất ơi quý vị ơi, em xin phép quý vị cho em 2 phút em đi. Trời ơi, nước tràn vô nhà, đợi em 2 phút quý vị.
Hello quý vị, xin lỗi quý vị rất là nhiều vì một sự cố. Em xin tiếp tục ạ. Cái âm này của chúng ta em đang nói là cái âm G này nè, nó không có giống như là âm Y này ở chỗ nó là một phụ âm, nó không có đứng một mình mà nó phải kết hợp với một nguyên âm khác. Vậy thì hồi nãy em đang giới thiệu với quý vị khi mà chúng ta kéo dài cái phụ âm á, thì nó sẽ có cái kiểu như sau. Chẳng hạn chữ su mà em kéo dài phụ âm nó sẽ ra là su, được không ạ? Cái thứ hai phu hay là mu, được không ạ? Thì khi mà em kéo dài các cái phụ âm đó thì nó là như vậy. Và nếu chúng ta kéo dài cái âm g này nó sẽ ra cái gì? Nó là you, đúng không? You thì chữ y đó có phải là cái âm ở trên hay không? Để cho quý vị thấy rằng cái tính chất của nó giống với chữ y nhưng mà công dụng của nó thì khác, nó đóng vai trò là một phụ âm. Được không ạ? À, tới đây quý vị có ok cái cách phát âm âm y này chưa ạ? Nó làm y ha. Ok chưa? Quý vị có thể comment cho ok được không? Và ủa, ok không ta? À, ủa, không nghe hả? À, ok rồi. Không nghe là của cái bình luận hồi nãy. Và chính vì lẽ đó cho nên là quý vị sẽ thấy cái âm giờ đó, đó âm y đó đó, nó đọc ngắn lắm, nó đọc nhanh lắm, nó chỉ trong tích tắc thôi à, không đủ để tạo thành một âm tiết you you you. Còn nếu mà em ghi như vậy đó ha, em mà ghi như vậy thì lúc đó nó sẽ trở thành là hai âm tiết quý vị nha, nó sẽ trở thành là you 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 chipu, thí dụ vậy. Iu là hai âm tiết nha, còn ở trên đây u là một âm tiết. Tuy nhiên chính vì nó có tính chất của nguyên âm và phụ âm cho nên nó đứng với nguyên âm thì nó trở thành phụ âm. Chẳng hạn chữ u, chữ yeah, chữ year, chữ yellow. Còn nếu nó đứng với phụ âm, chẳng hạn chữ M, thì nó lại trở thành nguyên âm. Chính vì vậy, cái âm tiết này, thưa quý vị, mình không đọc là mu, mà mình phải đọc là mu. Nhìn em lại. Mu. Mu. Không phải mu, mà là mu. Mu. Nếu mà đọc chậm là miu á, nhưng mà chữ y ngắn thôi. Miu. 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 Anh chị nào thấy được sự khác biệt giữa mu và miu? Comment chữ yes. Ai không thấy được comment chữ no, không sao hết. Lại mu. Miu. Mu. Miu. Được không ạ? À? Đấy. Cho nên cái từ này đọc là, nào quý vị, community. Commu. Chứ không phải là commu. Commu là sai. Vậy thì hồi nãy chị Bình đúng không? Chị Bình thì là lát nữa sẽ đọc lại cho em từ đó, và tất cả quý vị cũng sẽ đọc lại cho em từ đó luôn. Rồi, ok. Đợi em tí nghe. Ok, đây. Sao phải kỳ vậy ta? Ok, tại sao lại như thế nhỉ? Quý vị để em chi xíu. Rồi. Rồi bây giờ như vậy là phần vừa rồi là xong. Bây giờ em mời quý vị thoát ra và vô lại một lần nữa đi ạ. Em sẽ khởi động cái lớp mới để chúng ta học bài mới nha. Rồi một lát nữa em sẽ lại trả lại cái bài cũ. Rồi mời quý vị đăng nhập trở lại ạ. Mời quý vị ạ.
Hello, xin chào tất cả quý vị, xin chào tất cả quý vị thân mến đã quay trở lại với lớp của chúng ta và rất là xin lỗi vì sự gián đoạn vừa rồi. Như vậy thì em mời chị Bình nhé, đọc lại giùm em từ đó và tất cả mọi người giơ tay lên để đọc lại giùm em cái từ new cho nó đúng luôn nha. Mời chị Bình ạ. Community. Đúng rồi, new là cũng được nhưng mà nếu muốn hay hơn đọc là new. À, đâu thử có được không chị? Chị y nhỏ thôi. Mình không có thành chữ mưu mà là mưu mưu. Community, Ok community. rồi, thực chị đọc cho em thử chữ beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. Beautiful, Ok beautiful. chữ đó đẹp đó. Rồi lại community, Community. đúng rồi. Rồi số 7 nè, transition. Transition. Đúng rồi, thank you chị Bình, that's very good. Vậy là 10 điểm ha. Tiếp theo là từ số 4 và số 5. Em mời chị Lệ lại lần nữa nào. Anh Thông chuẩn bị. Chị Lệ đọc lại cho em số 4, số 5. Quý vị sẽ chuẩn bị qua phần tiếp theo ha. Mời chị Lệ đọc lại em ạ. 4 ạ. Alo, chị Lệ nghe không? Ai da, chắc là chưa kết nối âm thanh mất rồi. Thôi, để em nói luôn ha. Chữ số 4 thì mình đọc là photography. Photography, chứ không phải photography đâu ha. Không phải là graphy, mà là photography. Photography, photography. Tương tự như vậy, từ số 5 nói riêng và từ số 5, số 2, số 1, những từ có cái nhấn phụ này nói chung. Thì quý vị nhớ là chúng ta cũng vẫn nhấn vào cái nhấn phụ nha. Từ số 1 đọc là science. Wow, nhấn vào chữ sai nè, science. Rồi mới tới scientific. Scientific. Số 2 cũng vậy. Medi. Medi. Meditation. Số 3 cũng vậy, không phải là sally mà là sally. Celebration. Đó, như vậy ha. Đâu mời quý vị đọc lại nào. Celebration, tăng 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 tăng. Celebration. Rồi, đúng rồi, đọc chính xác. Chính xác là như thế. That's very good. Rồi, cảm ơn quý vị. Vậy thì vừa rồi em đã chấm điểm cũng như là ôn tập xong phần của bài hôm trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khởi động cho bài ngày hôm nay có nội dung là Connected Speech. Và quý vị hãy chuẩn bị một thiết bị điện thoại luôn nha. Hôm nay mình sẽ làm khá là nhiều việc liên quan tới cái chiếc điện thoại của mình. Nếu quý vị có hai thiết bị thì quá tốt, còn nếu ai không có nhắn cho em để em chỉ cách để mà đối phó. Nào, chúng ta cùng đến với phần khởi động. Mời các anh chị. À, chọn từ có vị trí đặt trọng âm chính khác nhất với các từ còn lại. Từ nào đây các anh chị? A, B, C, D. Can you let me know in the comments, please? A or B or C or D. Dạ rồi, chị Lệ. Ok. A or B or C or D. Rồi. B, D. B. Và quý vị có biết không, đây là một câu hỏi rất phổ biến trong đề thi vào 10 của các em cấp 2. Cũng như câu hỏi rất phổ biến trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay ngày xưa là thi đại học đó của các em cấp 3. Năm nào cũng có câu này hết. Nhưng mà cái câu dạng như vậy là nó cũng hơi nâng cao rồi, đúng không ạ? Vậy thì đố các anh chị, câu A mình nhấn vào đâu ạ? Âm 1 nhấn vào đâu quý vị? Mở micro nói cho em xem nào. Âm 1 nhấn vào. Nhấn vào T. Nhấn vào T phải không? Sai rồi, không có nhận vào tí đâu. Má rồi, nhấn vào má chứ không nhấn vào T nhá. Nhấn vào má nha. À, tại sao lại là như vậy? Có chị, anh chị nào giải thích không ạ? Nhấn vào Tại âm trước 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 cho âm x kìa. đúng rồi, nhấn vào trước x. Thấy chữ x này nè quý vị ơi, cái âm tiết có chữ x thì mình nhấn vô đằng trước nó, tức là không có nhấn vô đây, nhấn vô đây đó.
Nhấn vô đây thì từ này đọc bình thường dài ha, A. Còn chữ A này giảm âm thành gì? Giảm âm thành gì quý vị? Đúng rồi, nhớ những cái âm này quan trọng lắm nha. Giảm âm là thành cái này nha. Cho nên đọc là dramatically. Dramatically, đúng rồi. Và quý vị ơi, cái từ này đấy ạ, đôi khi nó giảm luôn. Giảm luôn thành gì quý vị? Đúng rồi, giảm luôn là thành mất luôn đó. Nó còn là dramatically. 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 Nào cả lớp đọc dramatically. Dramatically. Mở cả lớp ạ. Dramatically. 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 Đúng rồi, một cách kịch tính, một cách đầy kịch tính, đúng không ạ? Yes. Dramatically. Đúng rồi. Vậy thì nhấn vào âm nào đây? Nhấn vào âm số mấy? Số 2. Số 2, đúng rồi. Vị trí trọng âm là đi tính từ bên trái qua các chị nha. R1 má 2 nhấn vào má âm số 2 nha. Tiếp theo câu B. Sao nữa? Nhấn vô đâu? Đúng rồi. Đúng rồi, nhấn vào cái S giúp em nha. Quý vị nào mà biết chắc là đang cười đúng không? Nhấn vào S nha. Mình nhấn vào S. Tại vì sao nhấn vào S à? Trước ít luôn nè, đấy. Trước vào ít thì nhấn vào đây à. Astic. Astic. Astic nha quý vị ha. Astic. Đúng rồi, và đây à, đây chữ này đọc là Z. Âm Y này là âm Y bình thường. Âm Y bình thường nha quý vị, chứ không phải là cái âm G hồi nãy đâu nha. Nếu mà quý vị vào đủ sớm đó thì em có giải thích sự khác nhau giữa âm G này nè và âm Y này đó. Thực ra hai cái thằng này đều là Y hết, nhưng mà chữ Y này là Y trọn vẹn. Chính vì vậy đây tách thành hai âm tiết thưa quý vị. Zias. Zias. Zias nha, chứ không phải là Zias đâu nha. Rồi. Và hôm bữa em có nói nếu như cái từ mình nó dài thì trọng âm phụ đặt vô đâu? Có vị có nhớ không? Hồi bữa em có nói. Có anh chị nào còn nhớ không ạ? À? Trọng âm 2 đấy ạ. À. Trọng âm 2 sẽ đặt Trước cách trọng trọng âm chính âm trước trọng âm chính một là chưa chính xác. Mà phải là cách một cách. Đúng rồi, phải là chữ cách nha quý vị. Cách trọng âm chính một âm một tiết. Thường là như vậy. Vậy thì trọng âm 2 nhấn vô đâu ạ? À? and Nhấn vào en hay nhấn vào thu? two Hồi nãy em nói rồi, chữ C này được tính là một âm tiết đàng hoàng, cho nên là từ as này nhấn vô thì mình đếm nè. two Này, xong rồi C bỏ, three nhấn vào đâu? Nhấn vào two thu, đúng không? Vậy thì two đó, em đang hướng dẫn quý vị một vài cái quy luật chung để chúng ta có thể dự đoán cái trọng âm của cái âm đó, cho nên từ này mình đọc là into enthusiastic enthusiastic, 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 enthusiastic enthusiastic. enthusiastic Enthusiastic. À, được không ạ? À? Yes. enthusiastic Đúng rồi, enthusiastic. enthusiastic Đúng rồi, nhưng mà đề bài hỏi cái gì? Hỏi vị trí của trọng âm 1 thôi. Vậy thì âm 1 đang nhấn vào âm mấy đây? Quý vị đếm đi từ trái qua. Nhấn vào mấy? một Âm mấy? hai ba bốn bốn À, âm nhấn thứ âm tư 4 đó nha. Đó, nhấn âm thứ tư nha. Trọng âm 1 rồi. Thường người ta tính vị trí trọng âm là tính cái âm 1 thôi, chứ không có tính âm 2. Rồi, tiếp theo câu C nhấn vô đâu ạ? Right. Democracy. Democracy. À, đúng rồi, Democracy. mỏ đúng không? Đúng rồi, cái này thì đúng là như vậy, mình sẽ nhấn vào mỏ nha. À, nhưng mà tại sao mình biết là nhấn vào mỏ vậy? Làm sao biết? Y đếm Sao ngược đó? đến ba. Đếm ngược đúng không? Chữ y đúng không? Tận cùng là chữ y, nhưng với điều kiện từ đó phải là gì mới được? Hay là từ y, từ nào tận cùng là y dài cũng được? Một danh từ. À, phải là danh từ nha. Phải danh từ mới tính nha quý vị, còn những từ khác không tính đâu nha. Danh từ tận cùng là y dài thì đếm vô 1 nè, Một, hai, ba. 2 nè và 3, nhấn vô âm thứ 3 từ sau lên. Anh chị nào không biết thì giờ biết, anh chị nào quên thì nhắc lại, được không? Rồi, chữ kra đúng không ạ? Nhưng mà ở đây nó không nhấn, đọc thành gì, giảm thành gì?
A grr, vậy đó. Very good. Vậy thì đọc thành là democracy. Nền dân chủ, đúng không? Democracy. Democracy. Nào cái lớp đọc democracy. 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 Khoảng cách nào? Democracy. Democracy. Yeah, democracy. Thank you so much. Very good. Vậy em hỏi quý vị chứ nó nhấn vào âm nào? Âm nào đây? Âm 2. Đúng rồi, đề 1, mo 2, cr 3, xì 4, nhấn vào âm 2. Rồi, câu D tương tự luôn. Đó, historically. Đúng rồi. Chữ đây có rịch nè, có chữ x nè quý vị. Nhắc lại ha, khi mình thấy chữ x thì mình nhấn vào âm trước. Trước đó, nhấn vào chữ o. Nha. Rồi, đọc là historically. Giảm âm này luôn. Thổi cờ lì luôn. Historically. 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 Đúng rồi. Về mặt lịch sử. Historically. Về mặt lịch sử thì sao ha? Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vậy thì chữ tó này nhấn vào âm. Âm 2 luôn. Vậy thì chúng ta đã chọn được chưa? Chọn từ có vị trí đặt trọng âm chính. Khác nhất với ba từ còn lại. Vậy thì mình chọn câu B cái gì nha. Rồi ôm lại chút xíu vậy. Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn các anh chị đã luôn tương tác với em bằng cách mở micro. Bây giờ là tới phần quý vị phải mở nữa đây. Mở miệng nhiều nữa đây. Đây. Ngày hôm nay chúng ta học Connected Speech. Và trước khi mình học tới cái phần đó thì mình phải chuẩn chỉnh về các cái âm cái đã. Mời các anh chị nói vào trong thiết bị để coi những từ này là những từ gì. Quý vị nào chưa bao giờ thực hiện cái hoạt động nói vào trong thiết bị, comment chữ me để em đưa vô một phòng riêng biệt em phụ đạo. Anh chị nào biết rồi đừng comment cái đó mà hãy giải bài tập. Ở đây quý vị thấy từ nào cũng có hai trọng âm đó nha. Trọng âm chính và trọng âm phụ đó. Em nhấn mạnh với quý vị là gì? Trọng âm phụ cũng quan trọng lắm nha. Nãy đó, đừng có sai nha. Mấy từ này lạ quá đúng không? Cố tình cho từ lạ mà. Để nhìn không đoán được. Phải nói vô thiết bị. Em đã nhận được tín hiệu cần hỗ trợ từ chị Mỹ Phượng, chị Diễm và chị Thu Nga. Còn ai cần nữa không ạ? Em bỏ nó vô Zalo nha. Quý anh chị có tổng cộng 10 phút tối đa cho hoạt động này. Ai tìm được 4 từ rồi gọi vô giúp đỡ nha. Bấm nút gọi giúp đỡ để em vô kiểm tra. Và em mời chị Phượng, chị Diễm và chị Nga chung phòng với em nha. Chị Phượng, chị Diễm và chị Nga. Mời các anh chị.
Hello, em chào chị Phượng, chị Diễm và chị Nga nha. Bây giờ là em xin hỏi là quý vị đang sử dụng hai thiết bị hay một thiết bị ạ? À? Tức là điện thoại và Dạ laptop hai hay chỉ thiết có một trong hai? Rồi hai thiết bị thì à, quá dạ tốt, điện đúng không thoại và chị? liên nó có À rồi, bây giờ thì quá tốt. Còn anh chị nào mà sai một thiết bị nhớ nói cho em biết. Bây giờ quý vị làm như sau. Đầu tiên chúng ta vào cái trình duyệt Google. Mời quý vị vào trình duyệt Google. Ví dụ như là Chrome hay là Safari gì đó ở trên Apple. Quý vị nào mà vô được rồi thì nói chữ OK để em hướng dẫn tiếp ạ. À. Trình duyệt tìm kiếm nha. Chẳng hạn như em Dạ đây. rồi thầy. À rồi OK ạ. À. Chẳng hạn như em đây ha. Đây là quý vị thấy ha. Trình duyệt của em là Safari nha. Rồi. Có một chị rồi thôi. Còn hai chị còn lại vô được chưa? Vô được Rồi tìm rồi kiếm. rồi thầy. Rồi thầy. Rồi. Chị Phượng rồi luôn. Chị Diễm rồi chưa? Dạ rồi. Dạ rồi rồi, very good. Tiếp theo quý vị hãy để ý giùm em. Phải chọn ngôn ngữ tiếng Anh bằng cách nhìn vào cái bàn phím. Nhìn vào cái chữ dấu cách. Quý vị có thấy chữ dấu cách không ạ? À? Nếu như thấy chữ dấu cách thì nó đang là tiếng Việt. Mình bấm vô Đó cái là biểu chữ tượng. À, nếu mà chữ space thì là tốt rồi. Nó là đang là tiếng Anh rồi đó. Còn nếu quý vị đang thấy chữ dấu cách thì hãy bấm cái nút địa cầu ở đây để chuyển nó thành tiếng Anh. Bấm một cái là nó tự nhiên là nó thành cái chữ space à. Nếu quý vị có chữ space rồi, nói chữ rồi để em hướng dẫn tiếp. dạ rồi thầy Rồi, thầy chị thầy nghe thầy rồi. thầy Chị thầy nhắc Phượng. lại là vô cái Google là sao nữa thầy? Vô Google xong rồi chị bấm cái nút, chị bấm chuẩn bị tìm kiếm. Bấm Dạ. vô cái thanh tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra cái bàn phím đúng Rồi. không? Nhìn vô cái bàn phím, nhìn Dạ nhìn đúng vô cái rồi, phím đúng cách. rồi. Cái phím cách đó là dấu cách hay là space? Dạ, space. À, vậy là được rồi, vậy là tốt rồi. Chị Diễm ok chưa? Rồi. Rồi, quá tốt. Như vậy, quý vị ráng tìm ở cái khu vực, cái màn hình của mình, cái biểu tượng, cái micro. Chẳng hạn như bên điện thoại của iPhone của em thì nó là góc dưới bên phải. Có thấy Dạ cái có. micro chưa? Đó. Rồi Còn tùy điện thoại mỗi người, ráng kiếm giùm em cái đó. Có hai chị tìm được rồi. Còn em tìm được chị rồi thầy. Phượng rồi. Chị Diễm có rồi, chị nghe rồi, quá tốt. Giờ quý vị chỉ cần bấm vô đó, đọc mấy cái âm này lên. Bây giờ em thử trước nha. Em xin phép tạm thời tắt mic của quý vị. Quý vị bấm vô đó và nói cho em chữ hello. Để coi nó có ra chữ hello hay không đã. Mình kiểm tra trước nào. Nếu ra rồi thì comment chữ ok. Nó phải ra chữ hello Ok thầy. ha. Rồi, đấy. Chị Phượng ok, chị Diễm với chị Nga. Chị Nga ok luôn, chị Diễm ra chữ được chữ hello chưa? Tức là nói lại ha. Bấm vô cái nút micro. Nó hiện ra cái tín hiệu là nó đang thu thì mình bấm mình nói cái chữ hello. Thì ở trên thanh tìm kiếm nó sẽ hiện ra cái chữ hello đó. Nếu mình như vậy rồi thì ok. Rồi. Chị Diễm ok chưa? Tại vì em không có nghe được quý vị đó. Thôi bây giờ chị nếu mà ok chị Diễm bình luận cho em chữ ok nha. Trong khi chờ đợi chị Diễm cứ tìm tiếp. Lát nữa có gì em phụ đạo cho. Chị Nga với chị Phượng xem giùm em cái ô màu vàng này. Từ này đọc là như thế nào? Đọc, bây giờ em lại mời quý vị mở micro đọc em nghe nào. Từng âm một Bơ nha. Bư. bơ Đúng rồi, đọc là bu đúng không, nhưng mà mình đừng có chua mỏ quá, mình thả lỏng chút. bơ Bu bu bơ bu bơ bu đúng không? bơ Rồi có chữ r nữa, bur. bơ Rồi tới cái này, cái số 3 này đọc là âm r. bơ R, r, cong bơ lưỡi và cong môi. R bơ đúng rồi. R A gì? À quên nữa, R rồi tới W tới A nha. W với A đọc thành gì quý vị? Qua. Giờ thêm chữ R vô nữa là joa vậy thôi. Joa. Joa đúng rồi. Joa. Đúng rồi đó quý vị. Tiếp theo, từ này đọc sao? Âm này đọc sao? Z. Vậy ha, vậy thì mình nói lại bur joa z. Mình chả biết nó nghĩa là gì hết. Đúng rồi, mình không biết nghĩa là gì, kệ. Mình cứ đọc cho đúng đã. Bourgeoisie, được không ạ?
Rồi. Drop. Si rồi. Nói cho em nghe nhấn vào âm nào đây ạ? À? Mời chị Diễm tìm giúp em luôn, nhấn vào âm nào đây? Trọng âm đặt vô đâu mọi người? Gì? Âm gì? Đúng rồi, trọng âm đặt vào âm gì là trọng âm chính. Mình đọc cái đó mạnh lên. Joazi. Gì? Gì? Joazi. Joazi. Đấy, đó. Joazi. Vậy còn trọng âm thứ hai đặt vô đâu? Trọng âm thứ hai đọc vô chữ. Chữ bour, vậy thì mình đọc là bourgeoisie. 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 Đúng rồi, chính xác. Very good. Đúng rồi. Em hỏi chị Diễm tí là nãy chị ra được cái chữ hello chưa chị ơi? Chưa được hả? Chưa luôn, thế nó ra cái gì nó để nó tùm lum á, mà em rồi, không sao. Nó Safari chứ không phải là Safari cũng ra, không sao hết. Rồi, để em hướng dẫn là chị Diễm. Và bây giờ đối với chị Phượng với chị Nga thì như vậy là ok, sẵn sàng rồi đó. Quý vị hãy nói vô cái từ đó. Nói cái từ đó vô trong cái thiết bị của mình. Giống như hồi nãy mình làm. Cái chữ hello để coi nó ra chữ gì và gõ vô khung chat cho em. Rồi, để em hướng dẫn là chị Diễm. Sao ha? Chị Nga với chị Phượng nói vô và cho cái từ đó đi đã. Thầy bấm ra nó ra đây này thầy. Dạ dạ rồi, được rồi chị Diễm, để em chút, để em hướng dẫn lại cho không sao hết, để em chuẩn bị chuyển chuyển các chị vào vào các phòng khác, rồi em sẽ hướng dẫn lại chị Diễm ha. Nữa sao sao cái bị nó cứ bị liệt hoài vậy trời, buồn ghê. À rồi rồi thầy ơi, rồi. À rồi hả? Quá tốt. Rồi vậy mà chị Diễm nói cái từ bourgeoisie vô Google coi nó ra cái gì. Bourgeoisie. Rồi thầy. À là không. Rồi, không biết thầy ra từ gì đó, không cần biết nghĩa, đánh cái từ đó vô khung chat cho em để coi có đúng hay không. Dạ. Nhưng mà em nghĩ chắc là đúng rồi đó. Thầy ơi, nói xong rồi nó cứ ra tiếng Việt hoài thầy ơi. Tiếng Việt vậy là mình tắt, mình chuyển, mình lấy cái chế độ ngôn ngữ đi chị. Chuyển sang chế độ đã chuyển sang ngôn ngữ English rồi thầy. English nha. Rồi chị Diễm đúng rồi đó. Rồi, tương tự như vậy chị Diễm giúp em làm tất cả những từ còn lại. Dạ. Để coi nó là gì ha. Đây là bài tập gì? Từ phiên âm dịch ra thành chữ. Dạ. Và quý vị yên tâm, những từ này em mong đợi quý vị không biết và không hiểu nghĩa. Chỉ để chi? Mình chỉ tập trung phát âm cho chuẩn thôi. Yeah, không cần biết nghĩa đó là gì. Rồi, em nghĩ là chị Diễm đã có thể vào tham gia với các chị còn lại được rồi. Tiếp theo, anh chị nào đang gặp khó khăn đâu, em sẽ giúp đỡ nào. Chị Diễm em cho vào phòng số 4, phòng số 2. Chết rồi. Chưa gì hết, chuyển chị đi mất rồi. Chuyển lại. Chuyển chị Diễm lại. Từ alo, hello chị Diễm, em đây. Dạ. Yeah. Rồi, em vừa bấm nút chuyển đi là em nghe cầu cứu cho nên em chuyển lại. Dạ dạ cho. Dạ, cho vâng. Nghe chưa có học cái đợt trước cái thầy nên không biết. Rồi không sao hết. Rồi để em chỉ cho. À, tiếp theo chị Nga có ra được cái từ đó chưa? Chị Phượng nữa ra được từ đó chưa? Chị Phượng đang gặp vấn đề gì? Em cứ bị ra dạ, chưa thầy, em đọc xong là nó bị tắt từng từ ra. À tắt từng từ hả? Vậy thì phải đọc nhanh lên. Bourgeoisie. Một lần thôi, một hơi. Bourgeoisie. Đúng rồi. Ra chưa? Bourgeoisie. Ê, bour nha. Bour. Bour. Poor. Không phải poor, poor là nghèo. Cái chữ bờ phải giọng dạy lên. Bour. Đúng rồi. Bourgeoisie. Đấy. Nãy chị Diễm đọc mấy lần nữa mới ra? Bourgeoisie. Đọc cái vô liền thầy. À đọc vô liền à, ok. Chữ rồi, này chị Diễm Pháp đó thầy ơi. Dạ, dạ từ gốc Pháp, từ đó dạ. Gốc Pháp. Dạ đúng gốc Pháp, vậy nên rồi. Tôi đọc cái Pháp đó thầy nên tôi đọc nó ra liền. À đọc ra liền ha. Dạ vâng, từ đó gốc Pháp. Bây giờ trong khi chờ đợi em nhờ chị Diễm sẽ tạm thời tắt micro để anh chị để mình luyện đọc cho em cái từ số 2 này ạ, từ màu xanh lá cây này. Dạ. Dạ rồi ha. Rồi chị Nga đúng rồi, chị Nga luyện tập cho em từ số 2 này luôn. Từ đó nó chị Nga đúng rồi đó.
Đúng rồi đó chị Phượng. Rồi mình nói về thiết bị của mình nào. Em nói mà nó cứ vậy hoài thầy ơi. Vậy nó hình ra như gì? Chắc Nó ra là cái gì? Nó ra nó cái ra gì chị? tiếng Việt. Nó À, nó có hỏi tiếng mua quà Hán. gì, mua Rồi. quà gì. Mua quà gì? Vậy thì chị phải trong cái phần bàn phím đó đó chuyển sang chế độ ngôn ngữ tiếng Anh mới được. Cái phần hồi nãy em nói đó, chị nhìn vô cái dấu cách, chị thấy nó có dấu cách không? Dạ, dấu cách nó stay rồi thầy, nhưng mà hình như nó cài Ồ đặt vậy ở hả? máy hay sao á thầy. Rồi thôi bây giờ vậy, chị nói đi, em xài thiết bị của em. Nếu mà chị nói đúng nó sẽ ra được. À, và đợi em chút nha. Đợi em chút để em tắt cái AirPod để cho em nghe đọc giọng chị. Ok. Rồi chị Phượng nói lại được không? Alo. Dạ. Chết rồi không nghe. Alo. Đợi chút xíu. Alo. Tắt cái này cái. Rồi. Dạ. Ok, hello chị Phượng, hello. Dạ. Mà khổ dữ vậy nè. Đợi chút nha. Thiệt tình. Em vậy mà em còn kêu bằng là hả? Kêu bằng là gọi là công nghệ gặp vấn đề nữa, huống gì quý vị nhiều khi không có ấy được. Đợi một chút nha. Sao người ta làm sao để cho em nghe được giọng quý vị đây? Output level input auto. Ai, không biết làm sao luôn, thôi đeo lại tai nghe thôi chứ giờ chả biết sao. Input audio chỗ nào vậy trời? À đây rồi, đây rồi. Let a speaker same. Let a speaker same. Hello, chị Phượng có thể nói vài tiếng được không ạ? Alo thầy. Ok rồi, mừng quá. Rồi bây giờ chị nói cho em lại cái từ đó đi. Em sẽ chiếu cái giọng chị qua trong điện thoại của em coi nó có ra hay không. 1 2 3 nói. Bourgeoisie. Rồi, chị tắt loa của một trong hai thiết bị tại vì nó đang có tiếng vang. Nó có tiếng vang nó sẽ không ra được. Rồi tắt Là luôn. tắt rồi thầy, tắt rồi thầy, có một cái rồi thầy. Loa, cái loa nó vẫn còn vô. Em không có xài loa, em xài headphone. Giờ sao ta? Thôi rồi cứ nói lại đi chị, nói lại lần nữa hai ba, nói lại. Bourgeoisie. Một lần nữa đi ạ. Bourgeoisie. Rồi mình nói nhanh lên mới được nha, phải nói nhanh lên. Bourgeoisie. Yeah, một lần, một hai ba bắt đầu. Bourgeoisie. Trời ơi, sao nó không ra trà. Nhưng mà chị nói đúng rồi đó, chị nói vậy là đúng rồi đó, nhưng mà nó không ra được, thôi để từ từ hạ hồi phân giải ha. Để về để chỉnh lại cái điện thoại Chỉnh rồi lại em điện thoại. Dạ vâng, chỉnh lại điện thoại, dạ. nhờ ảnh chỉnh lại giùm. Rồi bây giờ quý vị đọc cho em những cái từ còn lại ha. Có chị nào ra được từ số 2 không ạ? Rồi quý vị cứ đọc ha, một lát nữa em sẽ quay lại bởi vì có người. Oh yeah, chị Diễm, very good. Bây giờ để em vào phòng 1 tại vì có người cần trợ giúp, em sẽ quay lại ngay nha quý vị, cứ thảo luận. Mời quý vị ạ. Cái từ thứ hai mấy chị đọc sao vậy mấy chị? Please, 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 Lazy artist. Artist. Lazy Tìm được cái từ á. art. Đúng rồi. Thì ra cái từ đó là cái thứ đó đó. Nó không phải là quả bơ. À Xin mình nếu mình đọc chào. có thì thấy ra quả bơ. Nó không, cái này nó giải thích cho Teacher, em sao. Bây giờ em mời các chị đọc lên cái từ cho em, chỉ cần đọc đúng là được, còn ra hay không cái chuyện đó tùy cái máy của mỗi người hạ me. hồi phân giải ha. Câu số 1 đồng sao ạ? Số 1 Bourgeoisie. lại lần nữa ạ. Bourgeoisie. Bourgeoisie. Đúng rồi, bourgeoisie, Bourgeoisie. 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 Rồi tiếp số 2. Ecclesiastical. Ecclesiastical. Ecclesiastical, đúng rồi, Ecclesiastical. chính xác. Ecclesiastical, chính Ecclesiastical. xác là như thế nha.
Ecclesiastical, ecclesiastical. Câu số 3 nào? This is establishment. Again, please. This is establishment. Dizzy là nó không có ra đâu. Dizzy. Không có đi gì luôn. Dizzy. Ta là chữ sờ. This establishment. Đúng rồi, this establishment. Thì mới đúng. Câu số 4. Guacamole. Đúng rồi, guacamole. Mô, guacamole. Mấy cái guacamole. Dạ đúng không? Không biết đúng không? Dạ. Quá bơ thầy ơi. Rồi em cũng không biết cái trái đó gọi là cái gì nhưng mà nó là một loại đồ ăn đó, guacamole đó. Guacamole là một cái loại giống như salad. Dạ đúng rồi. Cái thứ nó rất nhiều. Nó là một dạng đồ nhưng mà da nó có liên quan tới bơ. Dạ. Cái món đó thầy, thầy đọc lại số 1 đi thầy, thầy đọc lại số 1 đi thầy. Bourgeoisie. Đúng rồi đó. Giai cấp tư sản phải không thầy? Đúng rồi. Yeah. Còn cái số 2 ecclesiastical là giáo hội hả thầy? À, đúng rồi. Yeah. Giáo hội. Còn thứ ba là gì? Dạ cái thứ ba nó ghi chữ giải tán thầy. À đúng rồi. Chào. Xin chào cả nhà, không biết mọi người có ra được chưa ạ? À, cho em một vài cái bình luận đi. Số 1 là gì? Số 2, số 3, số 4, 5 là gì? Nào mời. Xin mời, có ai ra được chưa? Ai ra được chưa? Mình còn cái phần sau nữa. Mình hơi bị gián đoạn chút xíu, nhưng mình phải làm lẹ. Đoạn sau này hay lắm nha. Đoạn sau rất là hay luôn á. Rồi, Tracy đúng. Mọi người ra được giống như Tracy là đúng. Yến Chỉ Nhi đúng luôn. Mọi người giống Chỉ Nhi là đúng nha. Rồi, chị Tracy đúng rồi. Số 2 là vậy đó quý vị. Ecclesiastical. Rồi, để em, trong khi chờ đợi quý vị đánh ra đó, thì để em đọc lại nha. Để quý vị về nhà còn có cái cơ sở để mà tự nói lại và tự mình kiểm tra mình. Rồi, mọi người cứ đánh ra đi ạ. Này là âm ư, 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 âm u nhẹ. Ư, ư với r là ur, ur, giống như là sure. Đi tour. Đúng không ạ? Rồi, bờ ua là bùr. Nhớ đọc là bùr. Một số anh chị em thấy đọc là poor là ra chữ khác nha. Poor là nghèo, không có nghèo, này không có nghèo. Ngược lại nữa đằng khác. Bùr. Bùr. Rồi, cái chữ số 3 này nè, đọc là r. Âm r. Cái này tiếng Pháp đó. Anh chị nào mà học gốc Pháp đó, thì thấy đó là cách đọc của cái chữ g đó. J, j. Đó kiểu vậy. J, j. J, W, A đọc là joie, joie. Này, Z, bourgeoisie, nhấn âm 3 nha. Bourgeoisie, bourgeoisie và ra được như từ của chị Tracy ở trên đó là đúng rồi đó. Từ thứ hai quý vị, này, Y, CLI là CLI, CLI, CLI. Về nhà đọc bằng cách là cứ từng âm tiết tách ra. Y, CLI. E, cli, e, cli. Mình không quen thì mình đọc nhiều lần. E, cli, nhấn nè. Dấu nhấn đặt ở đây có nghĩa là nhấn vào âm sau. E, cli, e, cli, e, cli. Này gì giống như bên này phải không? Nhưng mà không có nhấn thì hạ giọng xuống. E, cli gì? E, cli gì? E, cli gì? E, cli gì? Này. Astic. Rồi, cái chữ cờ l này đó quý vị, thực ra nó là hiện tượng giảm âm đấy ạ. À. Đúng ra nó phải là như vậy. Đọc là curl. C-E-L. Curl. 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 Đôi khi chữ ơ đó nó nhỏ, nó thành vậy. Curl. 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 Đôi khi bỏ luôn, tại vì chữ L nó có bản chất, có âm ơ trọng sẵn rồi. Ừ, nè quý vị nè. Ừ, 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 là có chữ ơ sẵn rồi ha. Ừ, ừ, cho nên cái này mình đọc là khờ, 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 khờ. Em đọc lại ba cái cho quý vị nghe. Khờ, âm tiết rõ ràng. Khờ,
Số 2, cold. Cold. Số 3, cool. Cool. Cờ lờ đó, cool. Hạ giọng bởi vì nó không có nhấn. Cool. Cool. Stickle. 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 Ecclesiastical. Ecclesiastical. Rồi, rất là nhiều anh chị đã làm được, rất tốt. Tiếp theo, cái chữ này cũng vậy. Chữ này nhiều người đọc là DZ, DZ là do mình có cái quán tính. Mình nhìn cái chữ DC, mình đọc là DZ, DZ. Nhưng không, quý vị nhớ giùm em. Âm vị chỉ có một cách đọc. Này là Y, này là C. DC, DC bình thường. Và chữ Y này thả lỏng cái miệng. DC, DC, DC. Dấu nhấn 2 đặt trước chữ D, cho nên mình nhấn vào chữ D, đọc DC, DC. Có khác với DZ chưa? Cho nên ai đọc DZ là không có ra đâu. DC, 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 DC. Rồi, tiếp này. Này là A, star, E, thêm L là ly, thêm bờ là bli. Này là âm sờ nha quý vị. Blish, blish, blish. Này là mint, mint, blishment, blishment. Mình không giỏi thì mình đọc từ từ. Blishment. Cái chừng nó thiếu âm của em đó. Blishment. Chữ star này nhấn, đọc establishment, establishment, establishment. Rồi, nhấn thêm nữa, disestablishment, disestablishment. Thực ra cái chữ này nó là từ ghép đó quý vị, từ cái chữ establish. Establish là thành lập, mình là cái sự thành lập, establishment, sự thành lập. Thêm chữ dis vô thì đọc thành là disestablishment. Nhớ hai chữ sờ, disestablishment. Trái nghĩa với sự thành lập đó là sự giải tán. Vậy thôi. Từ này, g, qua, là qua, qua, qua. Nhớ đừng có qua, qua là ra giống như cái này nha các anh chị nha. Không có o nha, mà phải mở cái banh miệng mình ra. A, về coi lại giùm em cái sự khác nhau giữa âm o và âm a nha các anh chị. Đọc qua, nhấn này thấy chưa? Nhấn thì đọc to ra, cái này chậm lại. Quack, nhỏ lại chứ em lộn. Quack, moly, guacamole, món salad bơ. Món này quý vị ăn đúng không? Ăn nhiều nhiều anh chị mà gọi là thực dưỡng hay là kiểu 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 ăn mà kiểu giảm cân đồ đó, hay là ăn bơ với lại salad trộn với bơ đó, guacamole đó. Mốt mỗi ngày mình ăn cái món đó mình nhớ đọc guacamole, guacamole. Mình thực tập cái distance và cái nhấn âm. Vậy nha. Rồi các chị giờ làm tiếp nha. Bây giờ à, chị C đọc ra thành this is à, đúng rồi. À, rồi quý vị ơi, hiện tượng như chữ JC chị coi, có thể các chị về nhà sẽ bị cái này đọc nó thành là this is, this is nha, this is, this is. Nó như vậy nè, em sẽ giải thích bởi vì đây là điều rất nhiều người có thể gặp phải. Đầu tiên để về mặt chuẩn á, thì lẽ ra từ này nó là chữ the, đúng không ạ? Nhưng em biết chị Tracy chẳng có đọc là chữ the đâu, đọc là chữ the thôi. This nè, this is, this is. Cho nên chị Tracy đừng có lo, và các bạn cũng đừng có lo, bởi vì Google hay là Safari hay là Chrome đó là những phần mềm miễn phí. Nó tài lanh, nó tự sửa, nó tự đoán ý của quý vị, để nó nghĩ là this is là quý vị đang muốn đọc chữ this is. Cái này gọi là too smart, thông minh quá mức cần thiết, túng cần, túng cần sửa. Đó, đó là cái thứ nhất mà quý vị đừng lo. Nhưng tại sao có nhiều bạn đọc một cái ra được chữ này mà đôi khi mình lại bị chữ this is như này? Đó là có thể quý vị không có connected đủ. Có thể thôi nha, em đang dự đoán những trường hợp.
thì có thể quý vị đọc chậm quá, nó hiểu là this is, là nó ra trước rồi, rồi nó mới nghe tiếp cái phần establishment đằng sau. Chứ nếu mà em ghi như vậy đó, thì là gì? Cũng không đúng. Nó sẽ là this is establishment. This is establishment. This is, là nó ra tới hai chữ is lận. Trong khi này chỉ có một is, this establishment. Do đó, nếu như quý vị không có đọc cành nhắc để cho nó hiểu thành mấy từ đó, thì chắc có lẽ thiết bị của quý vị quá nhạy. Tôi chưa đọc xong gì hết mà đã nhận định rồi. Được không? Thì có thể đó là trường hợp thứ ba. Rồi. Thì đó là một vài trường hợp để giải đáp cho quý vị đó. Chứ không có gì phải khắc phục hết. Ok. Tất nhiên là mình xài phần mềm miễn phí thì nó sẽ phải vậy. Còn nếu quý vị xài Elsa thì nó sẽ không có như vậy. Nó sẽ chỉ được quý vị biết là nó đọc sai cái nào, nhưng mà phải tốn tiền. Rồi. Tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau. Dạ không có chi. Bị tách từ là đúng rồi đó chị nghe. Mình đó là một, bởi vậy em mới nói đây là cái bài gọi là bài khởi động để mình luyện cái connected speech. Là vậy nè. Đó là cái sơ khởi đó các anh chị. Em giới thiệu luôn. Bốn cái mà các anh chị đang coi không phải là một từ, mà nó là những cụm từ. Nhưng khi nó phát âm lên thành cụm, nó được xem là những từ gồm có nhiều âm tiết. Để làm được cái bài tập này, quý vị phải làm giỏi cái này mới được. Mình phải nói như thế nào mà nó ra được những cái từ như là nãy các anh chị ra được rồi đó. Mình phải có cái sự connected speech, mình phải nói thành một hơi nó mới ra. Còn mình nói cà giật nó sẽ không ra. Mình phải luyện cho tới khi nào nói cái này mà ra, thì lúc đó mình đã sẵn sàng để qua cái bài tiếp theo là bài này. Em cũng vậy. Nếu quý vị nói cà giật nó không ra đâu nha. Phải một lèo. Thí dụ đây, em thị phạm một từ thôi. Tất cả những từ còn lại quý vị về nhà tìm giúp em, bữa sau em sẽ gọi kiểm tra. Từ này đọc là a fur. Này là a. R nữa là ra. Dấu nhấn đặt vô đây thì này đọc mạnh lên. Fura. 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 Này lay. Nhưng mà nhấn mạnh nè. Lay. Này jess. Farolages. 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 Quý vị có thể nói vào máy và bắt buộc nói như vậy nó mới ra được cái từ này quý vị. For all ages, dành cho mọi lứa tuổi. For all ages. Trước khi chúng ta kết thúc, em nhờ quý vị nhanh chóng ngay bây giờ nói vào thiết bị của mình coi ai ra được cái cụm từ for all ages này, comment chữ yes. Ai không ra được comment chữ no. Nhớ cứ comment yes và no. Em sẽ để chế độ riêng tư để cho quý vị đỡ ngại. Rồi mời quý vị làm đi ạ. For all ages. Một hơi. Ra được rồi, comment chữ yes nha các anh chị. Rồi. Rồi, không được cứ no, không sao hết. Bữa sau mình sẽ sửa. Quá trời no luôn, chỉ có một người yes. Không sao hết nha. For all ages. À mà khoan, để chắc chắn rằng quý vị có sử dụng tiếng Anh không nha. Nhiều khi cái phần mềm duyệt của quý vị nó đang sử dụng tiếng Việt đó. Nó ra cái gì từ lưa bây giờ. For all ages. Bên em là nó ra nè. Đây. For all ages, đúng không ạ?
Rồi, không sao hết. Vậy thì quý vị về nhà, em chỉ cần các anh chị đọc được các âm vị này mà đúng là em vui rồi. Bước 2 là đúng nhấn. Bước 3 là phải một hơi một. Một hơi một thôi. For all ages. Còn ai mà các anh chị mà cứ for all ages thì làm sao mà ra được. Rồi, về làm giúp em ha. Kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau. Cảm ơn cả lớp đã đến lớp. See you next week. Goodbye, James. Thank you. Thank you. Thank you.